Mời các bạn tham khảo nguyên liệu hôm nay nhé. Mình sẽ sử dụng thịt xay này, 500 g. Thịt xay này mình sẽ ra chợ mua thịt nạc vai, không nhờ các cô xay luôn. Thịt nạc vai này nó có mỡ, có là nạc. Khi mình chiên lên là nó sẽ không bị khô. Bánh đa nem này thì mình mua vỏ ram Hà Tĩnh này, 100% mật mía và gạo quê sạch, không chất bảo quản và phụ gia. Các bạn cũng có thể sử dụng các bánh đa nem khác, bánh đa nem gạo và các loại khác. Mình sử dụng loại này. Khi chiên lên rất là giòn, bánh đa nem rất là thơm. Rau củ quả thì có giá đỗ này 150 g, hành tây 150 g, cà rốt một củ khoảng 100 g, chanh quả thì mình sử dụng 2 quả này để dùng làm nước chấm. Rau mùi ta, hành lá, miến 20 g, mộc nhĩ 20 g và 1 quả trứng vịt nhé. Mình cũng có thể dùng các loại trứng khác như trứng gà nữa. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ bớt đi. Cho vào xoong này. Mình sẽ làm một nãy để lấy chỗ tựa. Mình sẽ thái bản mỏng ra. Thái chỉ đấy các bạn nhé. Càng nhỏ càng tốt. Nếu mà dài quá thì mình cắt ngắn bớt bớt mình sẽ cắt ngắn bớt các bạn nhé. Giá đỗ thì mình cùng cắt ngắn bớt. Hành lá, mấy mùi ta thì mình thái nhỏ. Mộc nhĩ thì mình cũng thái chỉ. Mình cũng băm nhỏ nhỏ ra các bạn ạ. Bây giờ mình cho gia vị nhé các bạn. Chỗ thịt này mình cho hết vào. Hạt nêm mình cho 1 muỗng, canh 1 muỗng cà phê này. Đường mình cho 1/2 muỗng. Hạt tiêu rồi. Mình cho cũng khoảng 2 g thôi. Hạt tiêu rồi. Mì chính mình cho khoảng 3 g. Trứng này, trứng thì mình chỉ lấy lòng đỏ được, không lấy lòng trắng. Lòng trắng này thì mình tí nữa mình sẽ sử dụng để miết lá lem cho khỏi bung ra. Lòng đỏ này mình có phi một vài củ hành khô, mình sẽ đổ luôn vào đây. Đó, mình sẽ đảo đều. Mình không cho lòng trắng bởi vì lòng trắng vào đây thì nó sẽ bị ướt cái nhân nem này, khi mình quấn nó hay bị ướt vỏ nem thì nó sẽ bị rách. Mình cho thêm khoảng 10 ml nước mắm nữa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn quấn bánh đa nem này.
mình sẽ lấy một cái lá nem này và một nửa cái lá này, thì một lá là mình sẽ cắt làm đôi, xếp vào cái giữa của lá nem này. Sau đó thì mình đổ nhân, cho nhân vào giữa đây, bắt đầu mình quấn, mình lấn vào dần dần này, các bạn nhìn nha, lấn vào dần dần này. Bắt đầu đến đây thì mình sẽ gấp mép đúng đến tí nửa cái lá nem này, mình sẽ gấp mép quấn tiếp. Mình sẽ lấy cái lòng trắng của trứng gà đây, lòng trắng của trứng gà mình sẽ bôi vào cái mép của lá nem này, mép dưới này, mép trên. Nó sẽ có tác dụng là khi mình chiên nó không bị bung ra, giữ cái mép này nó không bị bung ra nhé các bạn. Để hướng dẫn các bạn pha nước chấm nem này, đường này, nước cốt chanh này, mình cũng cho khoảng một muỗng canh, nó khoảng 50 ml các bạn. Nước mắm mình cũng cho khoảng một muỗng canh, đây, một muỗng canh nhé. Nước mình sẽ cho 3 muỗng rưỡi, 1 2 3, 3 muỗng rưỡi các bạn nhé. Và mình khuấy đều. Các bạn cho nước nóng cũng được, mình cho nước nóng thì nó sẽ nhanh tan hơn. Đây thì mình có chuẩn bị này, tỏi này, ớt và rau mùi ta, cà rốt thái nhỏ, mình sẽ cho vào đây. Đây, mình sẽ quấy đều lên. Tí nữa nó sẽ thơm mùi của rau mùi ta, mùi tỏi, mùi ớt. Nước chấm nem này thì các bạn có thể làm nước chấm thịt nướng, ăn bún chấm. Mình sẽ pha theo tỷ lệ công thức là một đường, một chanh, một nước, bốn nước, một nước mắm, 1 1 1 4. Đây bây giờ mình nếm thử này. Đấy, như vậy là vừa rồi. Mình nếm là thấy vừa rồi các bạn ạ. Các bạn có thể thích ăn chua thì mình cho chua thêm, thích ngọt thì mình cho thêm đường. Vị mặn như đây là được rồi. Đây các bạn nhé. Nem này khi mình cuốn xong thì mình sẽ để vào tủ lạnh khoảng 30 phút cho nó cứng cái mặt đi, chiên thì nó rất là dễ các bạn nhé. Đây mình cho vào tủ lạnh đây rồi, 30 phút này, cái nem này sẽ rất cứng, cái nem này lúc chiên nên nó rất là dễ. Đấy, khi mình cho vào dầu căng sẽ xe cứng mặt luôn, mình lật thoải mái các bạn nhìn. Đấy, nếu mình cho vào dầu già khoảng 220 độ là mình sẽ thả vào, đảm bảo không bao giờ bị lát. Đấy, miếng nem vào là cứng mặt luôn. Người Việt Nam mình thì những bữa nem, món nem này là không thể thiếu trong những cái bữa Tết cổ truyền này, bữa tiệc gia đình như giỗ Tết là không thể thiếu. Chỉ cưới hỏi những cái ngày hôm trước ăn người ta cũng làm nem các bạn. Món truyền thống rất nhiều người thích. Như thế này là được rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vớt ra đây. Khi mà vớt ra thì các bạn nên to lửa đi khoảng 30 giây để cho nó rút hết những cái dầu ở trong nem ra. Đây. Bây giờ mình sẽ vớt ra này.
thử xem nem nó có giòn này là mình xóc thử cho các bạn nhé. Các bạn nghe thấy tiếng chưa? Canh canh canh. Rất là giòn. Xóc thoải mái luôn, thoải mái luôn, không bao giờ nát. Khi mình chiên xong thì mình sẽ dựng lên thế này cho nó nhanh nguội. Thì nó sẽ được giòn lâu hơn các bạn nhé. Đấy, dựng lên như thế này rất là lâu bị không bị ỉu. Đây, đây là thành phẩm của đế nem của mình đây. Nhìn rất là vàng, rất bắt mắt, rất là đẹp. Đây, mình sẽ nếm thử nhé các bạn. Nhìn thấy cái miếng nem này các bạn, rất là chất lượng này. Ăn vào trong mồm mà vẫn cái lá nem nó vỡ ra rất là giòn. Như vậy hôm nay mình đã chia sẻ xong với các bạn món nem rán. Các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Và bấm nút chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Mình xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn bên gia đình và người thân một bữa cơm đầm ấm và hạnh phúc. Chào và tạm biệt các bạn.